Hello, xin chào các bạn. Ngoài trời đang mưa, không biết các bạn có nghe được tiếng mưa qua cái mic này hay không. Nhưng mà hiện tại đang mưa khá to. Hôm nay thì là một ngày thứ bảy và mình sẽ quay cái video này, sau đó mình sẽ livestream ở trên nền tảng YouTube. Cũng lâu lắm rồi mình cũng không quay trở lại livestream tâm sự tuổi hồng ở trên kênh YouTube. Và bây giờ sẽ cố gắng duy trì tối thứ bảy đều đặn hàng tuần. Mình sẽ gặp gỡ nhau qua những cái buổi live đâu đó tầm 1-2 tiếng để trò chuyện không chỉ riêng về nước hoa mà những cái câu chuyện bên lề về nước hoa và kể cả về cuộc sống để chúng ta có thể trao đổi kỹ hơn. Và video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau nói về những sản phẩm của nhà Amat, đặc biệt rằng 4 sản phẩm mà vừa mới ra mắt trong thời gian năm vừa qua. Đó chính là Antho, đó chính là Imperial và mình còn có 2 mùi hương nữa ở đây, đó là Iconic màu xanh dành cho nam và phiên bản Urban Elixir Man. Đó. Và cùng nhau đánh giá một cách chân thật nhất để không chỉ riêng mình mà kể cả những người đã từng mua những sản phẩm này trong cái đợt vừa rồi, các bạn có thể feedback một cách thẳng thắn, chân thật về tất cả những cảm nhận của các bạn về mùi hương mà các bạn đã mua qua trong 4 con này ở phía dưới để cho mọi người cùng biết, có thêm một góc nhìn. Và bây giờ chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu video nhé. Như mọi khi thì trước khi đi vào cái phần mùi hương thì mình cũng sẽ chia ra để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn theo cái góc nhìn của mình. Mình sẽ sắp xếp những cái mùi hương ở đây theo 3 phân khúc, đó là không đáng mua và ở mức ổn và mức đáng mua. Và chúng ta cùng nhau ngó qua về thiết kế của từng em để các bạn có thể dễ dàng nhìn thấy. Đầu tiên đó chính là con Club de Nuit Imperial. Đây là một trong những con mà mình cũng đã có một cái video review riêng trong một thời gian vừa rồi. Và các bạn có thể dễ dàng ấn vào cái đường link đâu đó sắp sửa hiện ở trên này để các bạn xem những cái bình luận của mọi người về em này. Có vẻ em này thì sau một cái thời gian mà hot ở trên thị trường ấy thì nó bây giờ gần như là biến mất, mất hút ở trên thị trường luôn. Và cái thời gian đầu mình nhớ rằng con này có rất nhiều người hỏi mình và mình cũng lướt TikTok và thấy rằng có nhiều ông review con này, xong rồi bây giờ thấy mọi người kiểu mất hút luôn, không thấy đâu. Và cũng có rất nhiều người feedback với mình lại, đó là mùi hương này nó quá tệ. Đó. Và em này thì như mình đã chia sẻ, nó được mệnh danh rằng clone của chai nước hoa Perfume de Merlin de Lina. Nhưng mà với cá nhân mình trải nghiệm thì tất cần tật các bạn có thể xem lại ở cái video đó. Và với mình thì đây là một chai nước hoa mình xếp vào ở phân khúc đó là không đáng mua. Tại vì thứ nhất đó là một cái vai mùi quá ngọt, đúng cái đậm chất của mấy ông Trung Đông làm ngọt kiểu ngọt lử luôn, hiệu năng thì kinh khủng khiếp. Và với cái thời tiết hiện tại như bây giờ và cái thời điểm mà nó được recommend thì nó không hoàn toàn xứng đáng một chút nào. Em này thì có lẽ là chắc là chỉ có những bạn nào một vai mùi kiểu nồng nàn đậm, xong rồi kiểu tất cả mọi người đều có thể ngửi thấy, không quan tâm đến những người xung quanh như thế nào cả. Các bạn thích những cái mùi như thế thì các bạn ok, rất tôn trọng những ý kiến của các bạn. Nhưng mà nếu như các bạn đang tìm một cái mùi hương mà có cái xu hướng là làm sao để những người xung quanh dễ chịu thì mình nghĩ là đây không phải là một lựa chọn tốt. Trừ khi mà tầm 10 đến 15 độ thì các bạn có thể mua em nó. Nhưng với cá nhân mình thì 10-15 độ thì mình sẽ chọn những cái tông mùi ngọt ngào cà phê như kiểu con Fan Coffee, rẻ hơn mà lại còn bám tỏa khủng khiếp hơn, ngọt hơn, nhiều hơn. Đó, nên là với mùi hương này thì có một hai điều các bạn cần nắm, đó là chỉ dành cho những ngày mùa đông siêu lạnh. Và cái thứ hai, nó không phải là phiên bản clone của Perfume de Merlin de Lina. Nếu như các bạn quan tâm de Lina thì các bạn có thể mua Souvenir của nhà Apnen, hoặc là các bạn mua The Good Collection, cái con Bloom. Đấy là những cái con mà các bạn hoàn toàn có thể trải nghiệm và nó khá là giống với Perfume de Merlin de Lina. Còn đây thì không. Và riêng em này thì ấn tượng mỗi về phần màu sắc thôi, như mình đã nói ở cái video trước về em nó. Tiếp tới thì sẽ là một cái mùi hương mà mình đã review cho các bạn, đó chính là Antho, một cái màu có thể gọi là ombre đúng không, một cái màu hồng ánh gọi là ánh cầu vồng, trông thì cũng khá là đẹp.
Đặc biệt là cái thiết kế về phần màu sắc của những cái chai nước hoa mới của nhà Amat này thì đánh giá cao. Và đặc biệt là những cái phần vòi trong một cái thời gian mình sử dụng, mình test. Và đây cũng là một chai gốc, đã nghĩa là đã qua chiết rồi, thì cái phần mạ đây nó không bị bay đi như những sản phẩm của Amat như kiểu là Club de Nuit phiên bản đầu tiên, thì nó bị cái là nó hay bong chóc. Nhưng mà với những cái phiên bản này thì mình thấy rằng là cái vấn đề về phần mạ thì Amat đã cải thiện rất là tốt đó. Và ăn thâu thì cũng đã có một cái video review khá là chi tiết và cụ thể. Và với mình thì ở đây là một chai nước hoa ở mức ổn. Ổn có nghĩa là so với mặt bằng chung của những chai nước hoa clone của Baccarat Rouge 540 của nhà Maison Francis Coujon, thì đây là một chai nước hoa có thể lựa chọn vào để mua. Và ở cái phân khúc lựa chọn vào để mua của clone 540 thì các bạn hoàn toàn có thể mua rất nhiều con khác. Thí dụ như kiểu Flame, thí dụ như kiểu Pure Addition của nhà Frank Olivier, rồi khá là nhiều mùi khác như là Abnon Violet Bouquet, có rất nhiều mùi hương clone của 540. Và đây cũng là một trong những con như vậy. Về phần hiệu năng cũng như là về phần mùi bao giờ cũng có xu hướng dày hơn và bám tỏa cũng khá là khủng khiếp. Nên là với mình thì mình nghĩ rằng là các bạn chỉ cần quan tâm là nếu như clone của 540 và các bạn thấy rằng thích Amat thì các bạn mua. Còn nếu mà các bạn chỉ đơn giản là tìm clone của 540 không thôi, thì mình khuyên với các bạn một điều rằng là các bạn thấy con nào rẻ thì các bạn mua đó. Và clone 540 thì mình đã làm khá nhiều rồi, thì ở đây mình sẽ xếp vào mức là ok, ổn, có thể thử. Rồi tiếp tới thì sẽ là Club de Nuit Iconic, một cái màu xanh trông khá là thể thao. Đây các bạn có thể nhìn thấy, tôi để sang cái cam này đi cho các bạn dễ nhìn. Ở đây mình kiểu cái màu xanh cũng như là thiết kế trông rất là hiện đại, ok. Về cái màu sắc thì vẫn là một cái lời khen khá ổn. Iconic thì cũng đã có một review, và với cá nhân mình thì Iconic sẽ là một trong những cái mùi mà các bạn có thể nó sẽ ở cái mức gọi là ổn và ở mức đáng mua, có nghĩa là nó ở ranh giới hai mức, nó trên mức ổn một tí và nó ở dưới cái mức đáng mua một tí. Tại vì mùi hương này thì thứ nhất nó là clone của chai Bleu de Chanel, và Bleu de Chanel thì hiện tại giá đang cao, ngày năm nào cũng thấy lên, không hề thấy giảm một xíu nào. Cũng như là cái clone của Bleu de Chanel thì cũng rất là nhiều. Với Iconic ấy, thì ngoài cái phần top note mà mình nói rằng các bạn mất đâu đó tầm một tiếng, nửa tiếng cho đến một tiếng làm giống với cái mùi xà phòng Omo giặt, bột giặt đấy, và nó hơi khó chịu thời gian ban đầu, thì dry down nó lại khá ổn và hiệu năng thì nó khá là tốt đó. Thì các bạn có thể thử trải nghiệm. Và một vài con như là Yes I Am King của Zipalit thì mình cũng đã có review về là clone của Bleu de Chanel rồi, nhưng mà Yes I Am King thì có cái phần hiệu năng hơi kém, nên là các bạn đang tìm một cái phiên bản clone của Bleu de Chanel thì các bạn hoàn toàn có thể thử Iconic. Nhưng mà hãy nhớ một điều rằng vì cái top note của nó khá giống bột giặt, nên là nó cần một cái khoảng thời gian để dry down đi. Và em này thì ở mức gọi là trên trung bình một tí là các bạn có thể mua, vẫn đánh giá là một trong những lựa chọn để cho anh em tìm lựa chọn clone của chai Bleu de Chanel đó. Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau đến với cái chai nước hoa cuối cùng trong cái bộ sưu tập này, và đây là chai mình đánh giá rằng đáng mua nhất, nhưng ở Việt Nam mọi người cực kỳ khó hiểu. Đó là mọi người cứ đi review, cứ đi đẩy những cái con mà đâu đâu ấy. Mình thấy rằng là seller ở Việt Nam kiểu có cái gì dễ review và mới thì mọi người sẽ đẩy nó lên thật mạnh. Còn với những cái chai nó thực sự rất đáng trải nghiệm cho những người dùng bình thường thì các bạn ấy lại không review. Đó chính là chai Urban Elixir, và đây là chai cuối cùng trong 4 mùi hương. Chai này thì nó có một cái màu sắc cũng là cái thiết kế nó khá là giống với chai Club de Nuit Intense, và nó chỉ khác một chút về phần tên thôi. Và cái phần màu đây là màu đen, và chữ Elixir thì hoàn toàn là làm bằng được phun màu đỏ. Và cái chai này thì các bạn cũng không phải lo về cái vấn đề là các bạn không nhìn được lượng dui nhé, các bạn chỉ cần để ngang này, các bạn nhìn ngang như mình này. Đặc biệt là ở sau cái lớp thủy tinh nó có một cái lớp đèn ấy, thì các bạn hoàn toàn có thể nhìn được lượng dui như con này là đâu còn đâu đó tầm 20 ml này là các bạn có thể nhìn được. Và
Và con Urban Elixir này nó xứng đáng là một trong những con mà được quảng cáo nhiều, được mọi người đánh giá nhiều so với ba con còn lại ở trong bộ sưu tập này. Mình thực sự rất là khó hiểu luôn ấy, tại vì mình nhớ rằng khi mà cái thời điểm mà cái bộ sưu tập này nó mới về Việt Nam ấy thì mọi người sẽ review Untold, rồi mọi người sẽ review Imperial Iconic thì cũng không thực sự là quá hot. Còn với Urban Elixir thì nó gọi là không thấy điểm mặt ở trên thị trường chuyển nhượng luôn. Đấy, đặc biệt là trên thị trường chuyển nhượng TikTok. Đấy, ở Việt Nam thì nước hoa trên TikTok thì các bạn biết rồi. Nghĩa là những sản phẩm nào mới mọi người đẩy lên, mọi người hype rất là khủng khiếp. Và đặc biệt là Imperial, thời gian đầu nhìn khủng luôn. Nhưng mà con này thì mọi người không ai hỏi. Và cũng có một vài người xem những cái buổi live của mình trên TikTok thì mọi người có hỏi qua, thì mình bảo là nó là một chai nước hoa đáng mua. Và sau đó thì các bạn đã mua, các bạn bảo là các bạn rất ấn tượng. Và ngoài ra thì các bạn có thể xem một vài cái bình luận ở trên những cái trang như kiểu Fagantica để xem đánh giá con này cực kỳ cao luôn. Về cái phần mùi hương của em nó ấy, thì khi mà các bạn xịt cái mùi hương này ra tay ấy, thì các bạn sẽ nhận thấy một cái bay mùi khi mà các bạn ngửi thoáng qua ở ngay phần đầu vòi thôi. Hoặc là các bạn chỉ cần xịt nó lên tay, các bạn ngửi lướt qua. Nó rất giống với Dior Sauvage phiên bản EDP. Và nó sẽ dày hơn, nó có hơi hướng tịnh tiến đến Dior Sauvage phiên bản Parfum. Đấy là những cái cảm nhận cá nhân của mình. Nhưng mà ở cái phần top note ấy, nó vẫn ra một cái vibe hơi giống với chai nước hoa Amat Club de Nuit Intense Men, cái phiên bản đầu tiên giống với chai nước hoa Quid Aventus ấy. Tại vì cái nét citrus chua ban đầu nó rất rõ rệt. Và cái mùi hương này sau khoảng tầm 15 phút thôi thì các bạn thấy là mùi hương nó có một cái sức nặng hơn so với chai Dior Sauvage. Nó nghĩa là mùi nó không được quá thanh thoát mà nó đậm chất Trung Đông. Tại vì với mình ấy, thì những cái sản phẩm của Amat nó vẫn mang trong đó cái DNA đặc trưng là một chút patchouli hơi nhạt nhạt. Nó làm cho cái mùi hương có độ nặng, và nhiều người nói rằng là đây là cái nét synthetic. Nhưng mà với mình ấy, thì lúc này nó như kiểu là một cái lớp nhựa chua và cay nồng rất rõ rệt. Và so nó với Dior Sauvage thì nó có một cái sức nặng hơn rất nhiều, chứ nó không được quá là bay như là Dior Sauvage phiên bản EDP hay là kể cả phiên bản Parfum đó. Và cái mùi hương này thì sau khoảng tầm đâu đó 2 tiếng ở trên da thì các bạn lại thấy rằng là nó bắt đầu nhẹ nhàng hơn, nó bay bớt hơn. Và lúc này bắt đầu nó tiệm cận với phiên bản Dior Sauvage EDP. Và lúc này nữa thì mình cũng nhận thấy cái nét của Ambosan và cái nét của Lavender xuất hiện cực kỳ rõ. Nhưng nó lại không lên cái sự tiêu quá là nồng. Đây là một cái điểm khác nhau nha. Nếu như các bạn chào đã trải nghiệm qua Dior Sauvage rồi mà các bạn dùng em này thì ở khoảng cuối thì các bạn thấy là mùi hương có xu hướng nhẹ hơn Dior Sauvage. Cái top note thì nặng hơn nhưng mà cái phần dry down nó lại nhẹ hơn Dior Sauvage, và nó làm mình có một chút nào đó nghĩ tới Prada Carbon đó, nhưng mà vẫn dày hơn. Nghĩa là con này nó sẽ ở giữa Dior Sauvage EDP và chai Prada Carbon. Và với mình thì đây là một trong những chai nước hoa sử dụng văn phòng rất hợp lý. Và tất nhiên rồi, nó sẽ vẫn là một phiên bản clone và nó sẽ dành cho cái phân khúc những bạn nào không có đủ tài điều kiện tài chính để có thể mua chai nước hoa Dior Sauvage, thì các bạn có thể mua chai Club de Nuit Urban Elixir Men này đó. Và hiệu năng đâu đó trên da mình tầm 7 đến 8 giờ nha, không phải gọi là quá tốt. Đấy, trên da mình test khoảng tầm 5 hôm, từ hôm trời mát có mưa cỏ thì nó đâu đó tầm 7 đến 8 giờ. Là mình nghĩ là như vậy là đủ để các bạn đi làm, và chắc chắn là nó dính trên quần áo thì nó cũng sẽ lâu hơn nữa. Và cái phần hiệu năng của nó thì cũng khá là tốt, hiệu năng của nó so với Dior Sauvage thì chắc là ngang nhau. Và đây là một cái phiên bản có thể gọi là thay thế được Dior Sauvage ở phiên bản clone. Và thêm một cái điều nữa, lúc nãy tôi có đọc được một cái bình luận ở trên cái video về Ventana. Thì bạn ấy hỏi là anh ơi, con Ventana có thực sự là một cái phiên bản clone tốt của Dior Sauvage không? Thì mình có thể nói với các bạn là các bạn nên thử bản này. Ventana thì có xu hướng mỏng hơn và hiệu năng kém hơn. Còn với Urban Elixir thì với mình thì mình thấy rằng là nó dry down và nó mang cái hơi thở của Dior Sauvage nhiều hơn. Cái nét nồng nàn rõ rệt hơn so với Ventana. Thì các bạn hoàn toàn có thể mua chai nước hoa này. Chai nước hoa này là chai mình đánh giá cao nhất trong 4 sản phẩm tiếp cận thị trường của nhà Amat trong năm vừa qua. Và nó là chai đáng mua nhất để đánh giá rằng trong cái thời gian vừa qua thì Amat cũng đã ra khá nhiều những cái sản phẩm. Và chúng ta thấy rằng là họ đang bắt đầu nghiêm túc với cái việc là đánh chiếm thị trường nước hoa. Không biết là sau này người ta có
cải thiện về cái độ sáng tạo mùi hương không, hay đơn giản là họ sẽ chỉ phát triển ở cái mảng Amat là nước hoa clone không. Nhưng hiện tại thì các bạn có thể nhìn thấy ít nhất là về cải thiện về thiết kế, không còn bị lích bong sơn, chóc sơn nữa. Và cái thứ hai là cái phần màu sắc thiết kế nó cũng đã hay ho hơn. Và cái phần mùi hương thì có sản phẩm ổn, có sản phẩm không ổn. Nhưng mà với mình thì Urban Elixir Man là một trong những chai nước hoa đáng thử. Và ở cái phân khúc cái kiểu giống của club, loanh quanh của club tầm giá đấy thì các bạn hoàn toàn có thể thử em nó, là một clone tốt của Dior Sauvage. Và cái độ biến chuyển về mùi nó cũng khá là rõ rệt để các bạn có thể nhận thấy cái sự thay đổi đấy. Và với mình thì đánh giá cao về Urban Elixir nhất nhá. Đấy, không biết là các bạn như thế nào, các bạn hãy chia sẻ cảm nhận của các bạn ở bên dưới. Dù là con nào cũng được, hãy cứ bình luận một cách thoải mái, thẳng thắn nhất để chúng ta có thể đưa ra những góc nhìn cho những người khác, tránh cái việc là sóng lên xong rồi đi mua theo, xong rồi kiểu người bán thì hớt váng, người mua thì một thời gian thì lại pass lại cho những người khác. Những người khác thì cũng ham hố, cũng chả biết như thế nào, có thấy khen khen là mua. Với mình thì mình không đồng quan điểm như vậy. Nhưng mà mình cũng đã nói rồi, đó là mình không thể nào lên video ngay lập tức khi mà mình nói như vậy, tại vì nó cũng sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Nên là với cá nhân mình thì sau một cái thời gian bây giờ thì 4 sản phẩm này nó đã khá ổn định rồi, và mình rất muốn chia sẻ với các bạn. Và tất nhiên rồi, 4 con này thì không một con nào xài được với thời tiết mùa hè trên 35 độ ở Việt Nam. Có chăng thì các bạn có thể xài Iconic và Elixir để trong môi trường văn phòng, còn với ăn thâu và với mùi hương của Imperial thì chắc chắn là sẽ là mùa đông rồi. Và ăn thâu và ăn thâu thì unisex hơn, còn Imperial thì nghiêng nữ, còn Iconic cũng như là Elixir thì chắc chắn là sẽ dành cho nam. Và nhớ chia sẻ cảm nhận ở bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại. Bye bye.